Đây là cái bộ bậc lên xuống một đôi hai chiếc cho Beijing X7, chiếc xe đang rất là hot, rất là được nhiều người quan tâm tại Việt Nam vào tháng 10 năm 2020 này. Rất nhiều các cái kênh YouTube challenge mở ra để review cho chiếc xe này. Tuy nhiên phụ kiện của nó cũng không có nhiều, nhưng bên mình mới về một ít. Xe chưa có thôi nhưng phụ kiện cũng đã có rồi. Đầu tiên phải kể đến đó là cái bậc lên xuống, bậc bệ bước chân của Beijing X7 sản xuất theo xe. Đã về hàng rồi mà tôi vừa bóc ra đây. Anh em nào có xe trước mà cần thì có thể đến lắp. Tôi thi công luôn tại KK và Lê Văn Lương. Beijing X7. Trên bậc vệ thì cũng để tên xe model luôn. Đó, và theo thông số thì mỗi một bên bậc vệ này thì có thể chứa được sức nặng là 500 kg, tức là có thể hai người đánh đu lên, hai người đàn ông đánh đu lên thoải mái. 5 tạ. Đây là bộ giá đỡ để lắp đặt. Thép gang chắc như thế này. Ốc vít siêu lông đi kèm. Lắp đặt cái này thì không thể nhanh được. Phải chu gầm để lắp đặt. 2-3 người làm thì cũng phải mất tầm tiếng hơn tiếng. Ngoài ra thì cũng vừa nhập về thêm một số phụ kiện cho cái Beijing X7 này, đó là thảm táp lô này, một số miếng dán inox để chống chảy xước cốp này, thảm cốp sau này, da bọc chìa khóa này, da bọc chìa khóa rất là đẹp, và có cả bạc phủ theo xe của cái Beijing X7. Anh em nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với mình nhé.